xin chào. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thi công và thiết kế nhà biệt thự dân dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang giám sát và khảo sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Dư có địa chỉ tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Căn nhà, hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh Dư. Căn nhà của anh là căn biệt thự 3 tầng có phong cách hiện đại. Màu trắng xen lẫn màu nâu là tông màu chủ đạo cho căn nhà của anh, giúp cho công trình của anh thêm thanh tao, trang nhã, gần gũi, trẻ trung cũng như là tươi mát hơn. Khi kết hợp với hệ mái Nhật, như các bạn đã biết, hệ mái Nhật là kết hợp hài hòa giữa phong cách mái Thái và mái dốc châu Âu cổ điển đã tạo nên cho công trình sự mới lạ cũng như là độc đáo. Sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa tổng thể ngôi nhà, cổng chính cũng như là hệ thống hàng rào đã tạo nên cho công trình của anh thêm bề thế và sang trọng hơn. Khi cổng chính chúng tôi thiết kế là cổng sắt phun tĩnh điện, hai cột ở bên cổng chính chúng tôi thiết kế là cột vuông to được ốp giả đá. Hệ thống hàng rào chúng tôi thiết kế xen giữa là các hệ lam giúp nhìn từ bên ngoài vào bên trong nhà được rõ hơn, cũng như là đảm bảo được độ an toàn, an ninh cho tổng thổ thể toàn bộ công trình. Từ sân đi vào tiền sảnh, căn nhà của anh được chúng tôi thiết kế gồm có 3 bậc cấp, sử dụng đá kim sa đen cổ trắng giúp sạch sẽ, không bị bám bụi và dễ vệ sinh hơn. Hai cột ở sảnh chính thì chúng tôi cũng thiết kế là cột vuông to và ốp giả đá. Cửa chính chúng tôi thiết kế là cửa gỗ khung pano kính, giúp bền theo thời gian không bị cong vênh, mối mọt, cũng như là giá thành tương đối hợp lý và chịu được thời tiết khắc nghiệt của thời tiết Việt Nam. Hệ thống cửa sổ cũng là cửa chính ở tầng 2, chúng tôi thiết kế là cửa hệ nhôm kính tối màu, giúp bền theo thời gian, điều hòa được không khí, lấy được ánh sáng của tự nhiên, có giảm chi phí trong quá trình xây dựng cũng như là có tuổi thọ cao. Nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh Dư cũng rất là sang trọng và bắt mắt. Khi trên bức tường thì chúng tôi có sơn thêm màu nâu để nhằm tạo điểm nhấn cũng như là phân biệt giữa tầng 1 và tầng 2. Nhìn từ góc độ bên phải sang, căn nhà của anh cũng rất là bề thế và đồ sộ. Khi chúng tôi thiết kế thêm hệ thống đèn chiếu sáng ở sân hô mái và các trần nhà cũng như các cột để giúp chiếu sáng lung linh huyền ảo vào ban đêm và sự sang trọng bắt mắt vào ban ngày. Như chúng ta thấy thì lan can ở tầng 2, chúng tôi thiết kế ở đây là lan can kính cường lực nhằm tạo độ bền, tạo tính thẩm mỹ cũng như là không phá vỡ cấu trúc giữa tầng 1 và tầng 2, tạo tầm view cho tổng thể toàn bộ ngôi nhà, và ở tầng 3 cũng như thế. Nhìn từ trên cao xuống, căn nhà của anh Dư tọa lạc trên diện tích đất rất là rộng lớn, khuôn viên sân vườn rộng rãi dùng để làm bãi đỗ xe ô tô cũng như là có không gian, thời gian để các thành viên trong gia đình sống gần gũi và đảm bảo không khí gia đình luôn được đầm ấm và hạnh phúc. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4, nhà biệt thự để các bạn có sự lựa chọn cho ngôi nhà của mình phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thực tế, quá trình thi công và thiết kế một ngôi nhà. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ số phát sóng nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên một kênh website nhadeptana.vn. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam. Rất nhiều mẫu nhà để các bạn có thể tha hồ lựa chọn. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì các bạn có thể truy cập vào website nhadeptana.vn cũng như là kênh YouTube để lựa chọn cho mình mẫu nhà thật là phù hợp các bạn nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Dư đã được nhà đẹp Tân Á chúng tôi thiết kế. Căn nhà của anh Dư tọa lạc trên diện tích đất là 8,3 x 11,7 m2 và chúng tôi thiết kế có các công năng như sau. Từ sảnh chính bước vào, chúng tôi thiết kế phòng khách có diện tích là 31,7 m2. Ở đây chúng tôi bố trí một bộ bàn ghế sofa cũng như là kệ TV để giúp gia đình anh có không gian sinh hoạt chung cũng như là tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển từ phòng khách vào là nhà bếp có diện tích là 17,9 m2. Ở đây chúng tôi cũng bố trí bộ bàn ghế rất hợp lý để gia đình anh có thể có nhu cầu sinh hoạt cũng như là ăn uống được thuận tiện hơn. Tầng 1 chúng tôi thiết kế một phòng ngủ có diện tích là 14,4 m2. Và ở cuối nhà chúng tôi thiết kế một nhà vệ sinh chung nhằm ngăn cách giữa phòng tắm và nhà vệ sinh. Tầng 1 chúng tôi cũng không quên thiết kế thêm một hệ thống cầu thang để giúp gia đình anh Dư có thể di chuyển dễ dàng hơn từ tầng 1 lên đến tầng 2 và tầng 3. Tiếp theo, lên đến mặt bằng kiến trúc tầng 2 đã được nhà đẹp Tân Á chúng tôi thiết kế như sau. Ở tầng 2 chúng tôi cũng thiết kế một phòng khách có diện tích là 13,8 m2. Cũng như là có hệ thống 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 16,7 m2, 14,4 m2 và 12,8 m2.
của nhà, chúng tôi cũng thiết kế một nhà vệ sinh có ngăn cách giữa nhà vệ sinh cũng như là phòng tắm riêng. Tiếp đến là mặt bằng kiến trúc của tầng 3 đã được nhà đẹp Tân Á chúng tôi thiết kế như sau. Với diện tích là 15,2 m², chúng tôi thiết kế ở đây là một phòng tập gym để giúp gia đình anh có thể duy trì sức khỏe và đảm bảo thư giãn. Một sân thượng của chúng tôi cũng bố trí bộ bàn ghế ở nơi đây để giúp gia đình anh có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như là có khoảng thời gian để thư giãn khi thời gian rảnh rỗi cũng như là dịp cuối tuần. Chúng tôi cũng thiết kế thêm một sân giặt phơi. Đằng sau nhà thì chúng tôi thiết kế thêm một sảnh phụ để gia đình có thể đi ra ban công, trồng những cây hoa nhỏ cũng như là cây cảnh, giúp tạo không gian sống xanh và giúp không gian sống của gia đình anh thêm hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Dư có địa chỉ tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, các bạn vui lòng gọi vào số hotline 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhà đẹp Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại.